xóm nhỏ quạnh hiu. Tại sao em nỡ không yêu con khờ? Em giờ nơi chốn giàu sang kia, con thơ hiu hắt em lìa tình anh. Lặng nhìn con trẻ từng rau kho tép làm dưa, em ngồi nhâm lứa con chưa ra đời. Thì thầm buông tiếng cùng anh, em thề em có nhà tranh vui rồi. Ngày đêm em nói vui cười, nói con khờ. Thầm buồn lẻ bóng mình đơn cô, nhìn con thét ngắn anh ngồi trong em. Làm dưa em ngồi nhâm lứa con chưa ra đời. Nhìn con trẻ từng thâu đêm nằm nôi mơm xưa, nhớ em lễ trào. Phận anh nghèo như trái mộng cùng anh. Em thề em có nhà tranh vui rồi. Ngày đêm em nói vui cười, dù anh nghèo khổ em người thủy chung. Giờ này nơi chốn miền xa xôi, em còn có nhớ chiếc nôi con khờ? Thầm buồn lẻ bóng mình đơn côi, nhìn con e khát anh ngồi trong em. Thầm buồn lẻ bóng mình đơn côi, còn thét ngất anh ngồi trong em.
ẩm lên ra ngoài còn triển khai. À thì coi như cái MV này coi như là thầy là với Lê Như là coi như phối hợp là đầu tiên, lần đầu tiên và cũng là ngày coi như là hôm qua là Lê Như đã coi như khai trương của công ty Sinh Tiền, thì thầy Thiện Hảo coi như cùng với Lê Như hợp tác quay MV coi như là bài coi như là Hẩm Hiu bên bài bên Chiếc Nô Con Thơ và Hẩm Hiu Con Khờ và Tình Em Cá Lóc Đồng. Thì tất cả những cái bối cảnh này là coi như được đạo diễn Lê Tâm coi như đã là chọn cảnh, và trong cái bối cảnh coi như là bài thứ nhất á, là bên Chiếc Nô Con Thơ thì có những là diễn viên đóng thấy như hoàn cảnh là coi như gà trống nuôi con đó, thì coi như cùng nhau chúng ta coi như là để hợp tác để sản xuất những cái MV đem đến cho mọi người coi như được coi như là khán thính giả để coi như là thưởng thức những cái tinh hoa của làng âm nhạc của Việt Nam chúng ta. Vậy hôm nay là rất là vui, hôm nay là được làm việc chung với lại chị hai khách mời đó là chị Ngọc và chị Tô Thiên Kiều, hai nghệ sĩ kỳ cựu. Kỳ cựu hả? Kỳ cục? Dạ kỳ cựu. Kỳ cựu hào, kỳ cựu. Dạ. Thầy, bây giờ em có chuyện này muốn hỏi nè. Sao mà viết bài nào mà nấy buồn hiu buồn hắt vậy trời? Bởi vì hoàn cảnh của thầy, cái nó những buồn thì thầy phải viết buồn thôi, chứ giờ phải viết vui cũng được, là giật là tăng cũng có được. Trời ơi, em là em với chị Năm là chuyên, em chị Năm Ngọc là chuyên môn làm mấy cái dây mà không giống ai, nó phải tuồng nào nó phải tưng tưng được. Tuồng của thầy buồn chết mình đâu đóng đầu tránh được đâu. Bởi vậy. Đâu nhưng mà nhìn là nghe nói thầy cho là chọn vai rất là phù hợp, là hai chị là đóng vai là phải vui mới được đó. Chứ không có thể lãng phí nhân tài được. Tóm lại là không giống ai đó, đúng không? Bởi vì nãy có vui không? Nãy thầy con. Nãy như vậy là con thấy có vui hay không? Dạ vui. Không có, thấy vui nữa. Thầy. Thầy cho em cái địa chỉ của thẩm mỹ viện Băng Tâm á thầy. À bác sĩ Ai Đức. Thẩm mỹ viện Băng Tâm Dĩ An Bình Dương. Trời ơi, cái cần gì cho? Tôi biết chỗ. Tôi lên trên đó tôi hát rồi. Năm hát rồi hả? Ờ. Là cái chỗ năm nó đi làm da mặt nè, da mặt nè, bà nhìn da mặt tôi đi là bà hiểu rồi đúng không? Đây nè. Xuất sắc. Vậy hẹn đi. Thầy xin giùm em cái hẹn đi, em lên em làm cái da mặt em lại thầy. Rồi thì coi như là sẽ coi như là cho cái hẹn coi như là để cho cô Tô Thiên Kiều coi như là lên lại xóa, thứ nhất là xóa nút ruồi. À, nút ruồi đó. Cái thứ hai là làm căng da mặt. Căng da mặt lại. À, mắt bị nó bên giờ. Dạ là cái hai cả là coi như là làm luôn như là xóa nếp nhăn luôn. Con cháu mốt cũng phải đi nhấn mắt lại thầy. Đi làm lại. Thì tất cả những ai mà coi như muốn làm đẹp á là lên coi như thẩm mỹ viện Băng Tâm. Dạ. À, để mà Dĩ An Bình Dương á. Dĩ An Bình Dương. Bác sĩ Ai Đức hả? Bác sĩ Ai Đức. Đúng rồi. Ôi đẹp lắm, bác sĩ đẹp. Đó bữa em con hát chương trình cho thẩm mỹ viện mà ngày cuối năm thấy nói chung là khách hàng đều rất là thích mà đẹp nữa, cho nên là con cũng sẽ có dự định để đến đó chăm sóc da mặt. Okay. Hứa hẹn với các bạn là sau cái MV này á là mình sẽ nhan sắc của mình sẽ khác nha. Mình tới Băng Tâm về là nhan sắc của mình sẽ lộng lẫy, mình sẽ không đóng vai xấu nữa. Ai muốn đẹp lên Băng Tâm đẹp liền. Đúng rồi, ai muốn đẹp lên Băng Tâm đẹp liền. À, ai muốn đẹp đẹp không? Đó, cho nên cái bài mà vợ, cho nên cái bài vợ đẹp như tiên đó là coi như là thầy viết cho coi như thẩm mỹ viện Băng Tâm đó. Dạ. Ai muốn biết được cái địa chỉ rõ ràng và ai muốn đẹp như thế nào và chức năng làm đẹp như thế nào thì nghe bài vợ đẹp như tiên. Wow. À, của thầy viết. Và trong đây nữa là có Lê Như cũng đã hát liên khúc này và Thanh Ngọc kể cả Tô Thiên Kiều cũng đã tham dự cái như giúp cho thầy cái bài coi như là liên khúc đó coi như là thành công vấn đề coi như là bài vợ đẹp như tiên. Vậy là sau cái MV này của thầy em sẽ đến thẩm mỹ viện Băng Tâm gặp bác sĩ Ai Đức là em cũng đẹp như tiên. Ok. Đó, đẹp như tiên. Để một lần nữa là xin cảm ơn coi như là sự đồng hành coi như cũng các diễn viên như là Tô Thiên Kiều, vợ Thanh Ngọc và các hai diễn viên phụ là coi như là hỗ trợ Bảo Trân. Trai đẹp nè, trai này cũng cần đi Băng Tâm để đẹp hơn nè.